Rồi Hồ Ca La thì tụi mình lên đường đi Đà Lạt thôi. Từ Hồ Ca La chạy ra Ủy ban dân huyện Di Linh thì khoảng 20, 15, 20 phút. Rồi từ Ủy ban dân huyện Di Linh mà chạy lên Đà Lạt mất khoảng 1 tiếng mấy nữa. Đến Hồ Xuân Hương rồi nè các bạn. Đẹp quá chưa? Đà Lạt lúc này cũng rất là đông người, và có một cái điểm mà mình muốn nói là khi mà lên tới Đà Lạt đó thì đổ xăng là hầu như là không có xăng để đổ nha. Một số bạn khi mà đi về phải đi xuống gần sân bay Liên Khương mua xăng lên cho những bạn ở bị kẹt lại đó. Và Đà Lạt thời điểm mình lên đó là rất là lạnh nha, gió nữa. Đà Lạt bây giờ rất là đông người đổ về để mà thưởng thức cái không khí lạnh nha, tại vì sau đợt dịch đó thì mọi người được đi du lịch thoải mái rồi thì mọi người đổ lên Đà Lạt, tại vì lâu quá cũng không được đi đâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Đà Lạt thì có không khí mát lạnh rất là thích. Rồi tới nơi rồi, bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một cái quán cà phê mà mình nghe đồn là khung cảnh cũng rất là đẹp, đến đó để uống cà phê nghỉ ngơi rồi chụp hình vài tấm ảnh để kỷ niệm. À, các bạn theo chân mình nha, bây giờ mình tìm đường đến cái quán cà phê ở đây. Đường Đà Lạt á, thì vừa đồi dốc lên xuống chập trùng, vừa đông xe nữa, thành ra đi rất là khó nha các bạn, chạy cẩn thận. À, nhưng mà xe chạy thì cũng chậm chậm thôi nên cũng yên tâm. Cái quán cà phê mà mình đang tìm kiếm đó là quán cà phê Vườn Yên. Trên Google Maps thì được mọi người chấm điểm cũng khá là cao. Quán thì hình như là rộng rãi thoáng mát. Chỗ để xe Honda thôi, còn xe xe ô tô thì chắc là phải đậu phía trên vì cái đường vào quán khá là nhỏ. Thì mình chạy thử đến đó rồi mình sẽ xem như thế nào nhé. Và đây là cái lối vào quán Vườn Yên. Nói chung là quán nhìn cũng khá thân thiện, dễ thương đó các bạn. Đi cà phê sữa đá nhưng mà ngọt á. Anh uống gì anh? Soda. Soda gì? Soda. Lô cai nêm Việt Quốc chanh dây. Việt Quốc đi. Rồi bây giờ khám phá cái quán thôi các bạn ơi.
Công nhận là cái quán có không gian rộng thiệt, đi cũng thoải mái, có nhiều chỗ ngồi, trang trí cũng dễ thương. Nói chung là được. Sau khi order nước xong thì quán sẽ phát cho mình một cái cục rung để báo hiệu khi mà có thức uống rồi. Thì mình đi kiếm chỗ ngồi, sau đó đợi cái cục rung lên đi lấy, cũng y chang như quán ở thành phố thôi. Khá là hiện đại chứ. Được cái không khí ở đây là mát mẻ, không gian thì rất là rộng. Và cây xanh, hoa trái rất là nhiều. Hoa thôi chứ không có trái nha các bạn. Trong khi chờ đợi là bắt đầu mình chụp choẹt nè các bạn ơi, chụp hình đẹp lắm nè. Bãi xe nè, bãi xe rộng rãi. Có wifi trên cái hóa đơn. Quăng hóa đơn hả? Hóa đơn bay mất à? Ghé Đà Lạt chơi tí xíu vậy thôi đó. Ủa đây mình bán từ mấy giờ chị? 2:30. 2:30 có bắt đầu bán không chị? Rồi, thấy hôm qua bán hết nhanh ghê, hôm qua ăn tí xíu chiều hết. Quay về vườn Duy Linh, ghé cái quán nem nướng này ăn cũng khá là ngon nè các bạn. Ăn xong rồi đi về thành phố là thôi.